nắm bắt nhu cầu thị trường, linh hoạt trong thực hiện chính sách và đặc biệt là triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao giá trị các mặt hàng đặc trưng. Các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu là những mục tiêu mà Gia Lai đang hướng tới để đẩy mạnh năng lực và hiệu quả xuất khẩu của địa phương. Mục tiêu ấy được xác lập bằng số liệu cụ thể, đó là tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 dự kiến đạt 750 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Gia Lai nâng tầm giá trị cho sản phẩm xuất khẩu. Thiên nhiên ưu đãi cho Gia Lai, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng rất thích hợp cho việc phát triển nhiều loại cây công nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh tổng hợp nông, lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo phân loại của FAO, UNESCO, thì đất đai của tỉnh có gần 49% là đất đỏ vàng, trong đó đặc biệt là loại đất đỏ trên đá ba gian thích hợp cho các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, chè, cao su và các loại cây ăn quả. Đây là điều kiện thuận lợi để các sản phẩm nông sản Gia Lai có ưu thế cạnh tranh về chất lượng trên thị trường trong và ngoài nước. Và đó cũng chính là lý do mà nhóm hàng nông sản được xác định là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Gia Lai, chiếm tỷ trọng cao trên 80%. Các sản phẩm như cà phê, cao su, sắn lát, tiêu, sản phẩm gỗ, v.v. của tỉnh Gia Lai đã được xuất khẩu sang 40 quốc gia. Đặc biệt là một số mặt hàng đã đáp ứng được yêu cầu chất lượng cao đối với thị trường quốc tế như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Theo đó, nhóm hàng nông sản chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, chủ yếu là cà phê với kim ngạch xuất khẩu trung bình trên 300 triệu USD trên năm. Gia Lai hiện có 5 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cà phê, sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng trưởng khá mạnh. Lợi thế lớn nhất của Gia Lai là ngành sản xuất cà phê đang dần trở thành ngành sản xuất nông nghiệp bền vững. Trong đó, người trồng cà phê đã chú trọng đến khâu chế biến, thu hoạch, giảm tổn thất sau thu hoạch để nâng cao giá trị sản phẩm. Cà phê của Gia Lai hiện được các nước trên thế giới đánh giá có chất lượng rất tốt và là một trong những sản phẩm tiềm năng để đi vào các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng. Tỉnh cũng đang tăng tốc phát triển và mở rộng vùng nguyên liệu trọng điểm, trong đó có sự hỗ trợ của nhà nước để liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác giữ ổn định vùng nguyên liệu sạch. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu cà phê chế biến sâu. Mức giá xuất khẩu cà phê tăng ổn định từ đầu tháng 2 năm 2023 đến nay đã thúc đẩy các doanh nghiệp của tỉnh gia tăng xuất khẩu. Ngoài ra, tác động các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là hiệp định EVFTA, RCEP đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực xuất khẩu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của tỉnh đã tích cực chủ động nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu hàng hóa để tiếp cận gần hơn với thị trường thế giới. Theo đó, ước đạt năm 2023 của mặt hàng cà phê là 240.000 tấn và 490 triệu USD, tăng 1,27% về lượng, tăng 4,26% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh cà phê thì mủ cao su cũng là mặt hàng chủ lực của Gia Lai. Với sản lượng ước đạt 900 tấn, kim ngạch xuất khẩu mủ cao su trong năm 2023 đạt 1 triệu USD. Vượt qua khoảng thời gian khó khăn, hiện cây cao su đang dần hồi phục giá trị kinh tế cũng như vị thế của mình trên vùng đất Gia Lai. Hiện nay, toàn tỉnh có 15.000 hectare cao su tiểu điền của 4 doanh nghiệp lớn là nguồn cung dồi dào cho mục tiêu xuất khẩu. Một triệu USD cũng là mục tiêu đặt ra cho kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Gia Lai trong năm 2023. Với tiềm năng diện tích đất rừng rộng lớn khoảng gần 647.000 hectare, Gia Lai đang xây dựng các vùng nguyên liệu gỗ chế biến xuất khẩu ra thị trường châu Âu, Mỹ. Gia Lai hiện có 288 cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, gia công mộc dân dụng, băm dăm, viên nén. Hoạt động sản xuất chủ yếu là cưa xẻ gỗ nguyên liệu, băm dăm. Các doanh nghiệp phải dùng gỗ có nguồn gốc từ gỗ rừng trồng hợp pháp, được cấp chứng chỉ rừng bền vững. Một trong những điểm nổi bật đó là cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh những mặt hàng truyền thống, Gia Lai đã tìm ra các cơ hội mới với thị trường xuất khẩu, đó chính là các mặt hàng OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã có 311 sản phẩm OCOP mang đặc trưng vùng miền tiêu biểu của tỉnh. Chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại hóa, gồm 49 sản phẩm 4 sao và 262 sản phẩm 3 sao. Cụ thể, nhóm thực phẩm 281 sản phẩm, nhóm đồ uống 8 sản phẩm,
nhóm thảo dược 20 sản phẩm, nhóm vải may mặc 1 sản phẩm, nhóm thủ công mỹ nghệ trang trí 1 sản phẩm. Trong đó, trái cây tươi, nước ép hoa quả là những sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn với kim ngạch xuất khẩu trong năm 2023 ước đạt 150 triệu USD. Sản phẩm xuất khẩu đa dạng như chanh dây quả, dịch chanh dây cấp đông, nước ép chanh dây, hoa quả đông lạnh, chuối, xoài, dứa, thanh long, bắp ngọt. Thị trường xuất khẩu mở rộng, đặc biệt là các nước thành viên EU, Hàn Quốc, Trung Quốc. Riêng với chanh dây, theo đề án phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả của Gia Lai, diện tích chanh dây được quy hoạch đến năm 2025 khoảng 20.000 ha và đến năm 2030 khoảng 25 đến 30.000 ha, cao hơn gấp 4 lần so với diện tích hiện nay. Cùng với quy hoạch phát triển vùng để hình thành các tổ chức liên kết trong nông dân, nhiệm vụ đặt ra là phải tăng cường tập huấn cho bà con nông dân nắm được quy trình canh tác theo yêu cầu, tiêu chuẩn của nước nhập khẩu, cũng như tìm kiếm các doanh nghiệp có đủ năng lực liên kết với người dân đưa quả chanh dây xuất khẩu chính ngạch. Hiện nay, tỉnh Gia Lai có hơn 30 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, trong đó có một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Một số doanh nghiệp điển hình có thể kể đến như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu rau quả Dovico Gia Lai, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và chế biến Louis Dreyfus, v.v. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã mở rộng quy mô sản xuất, chế biến, đầu tư trang thiết bị hiện đại, tập trung chế biến sâu sản phẩm, có phần khẳng định vị thế, uy tín của doanh nghiệp Gia Lai trong lòng bạn bè quốc tế, đồng thời tăng cường nguồn lực xuất khẩu, tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Quy mô và khối lượng hàng hóa xuất khẩu ngày càng được mở rộng, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh đạt mức độ khá cao. Nhằm hỗ trợ các sản phẩm OCOP nói riêng và các sản phẩm chủ lực có giá trị xuất khẩu nói chung đạt hiệu quả, Gia Lai đã chú trọng công tác quảng bá, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, đồng thời tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại như các hội chợ, triển lãm hàng hóa, các chương trình kết nối giao thương với các tỉnh thành trong và ngoài nước. Với vai trò chức năng của mình, ngành công thương tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch cụ thể về những vấn đề cần tập trung trong thời gian tới, đó là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về thị trường nước ngoài, cũng như các chính sách mới liên quan đến xuất nhập khẩu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước, tham gia kết nối giao thương giữa Việt Nam với các nước, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, thu hút đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, thu hút các dự án phát triển công nghiệp chế biến, các dự án sản xuất phục vụ xuất khẩu, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách liên quan để góp phần hoàn thành mục tiêu của địa phương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Những kết quả khả quan trong nhiệm vụ phát triển thị trường xuất khẩu của Gia Lai trong năm 2023 sẽ là tiền đề để Gia Lai tiếp tục phấn đấu với những mục tiêu cụ thể đã đặt ra trong giai đoạn 2021-2025, đó là phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 7,94% và giá trị xuất khẩu đạt 850 triệu USD vào năm 2025.